Ngày 12 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ nâng khống giá trị cây xanh gây thiệt hại tài sản nhà nước liên quan cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Trước đó, ngày 26 tháng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 ra kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Trung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra, năm 2016, khi Sở Xây dựng đang thực hiện 8 gói thầu trồng cây xanh trên địa bàn, Hà Nội triển khai tiếp trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh thực hiện đến năm 2019, ông Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng thực hiện. Tại các cuộc họp sau đó, ông Trung chỉ đạo áp dụng hình thức đặt hàng trong khi có thể đấu thầu, ông cho phép vừa thực hiện vừa hoàn thiện thủ tục từ đó dù việc trồng mới cây xanh ở hà nội đủ điều kiện đấu thầu ban duy tu không tổ chức mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh Ban Duy Tu đã đặt hàng công ty cây xanh 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng, công ty sinh thái xanh 6 hợp đồng hơn 43 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, nhóm cán bộ Ban Duy Tu và người đứng đầu hai doanh nghiệp này bị cáo buộc đã bắt tay nâng khống giá, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ tư ông Trung bị xử lý. Cựu Chủ tịch Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án, chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.